Báo Trung Quốc khen U23 Việt Nam top đầu châu Á, Hàn Quốc coi chừng. Hai ngày sau chiến tích đánh bại U23 Bahrain để lọt vào tứ kết ASEAN 2018, U23 Việt Nam trở thành cái tên gây sốt trên giới truyền thông Trung Quốc lẫn ngoài quốc tế. Ngày 25 tháng 8, tức 2 ngày sau khi đánh bại U23 Bahrain để lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết ASEAN 2018, U23 Việt Nam bất ngờ trở thành nhân vật chính trong các bài viết của Sina, trang của Trung Quốc. Bên cạnh dòng tít ấn tượng, bóng đá Việt Nam lại tạo địa chấn. 4 chiến thắng liên tiếp để lọt vào top 8 ASEAN 2018. Tác giả bài viết luôn nhắc đến thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo với giọng điệu thán phục. Đáng nói hơn, phong độ này được họ duy trì suốt từ thời điểm giành ngôi Á quân ở một giải đấu tầm cỡ châu lục khác U23 châu Á cách đây 7 tháng. Ở giải U23 châu Á, Việt Nam khiến tất cả phải sững sờ khi lọt tới trận chung kết. Giờ đây, họ có cơ hội lặp lại chiến thắng tương tự ở ASEAN 2018 này, trích đoạn mở đầu bài báo trên Sina. Mặt khác, tác giả không giấu được cảm giác ghen tị khi chứng kiến kỳ tích của đội bóng láng giềng. Ở trong vòng bảng, cả U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đều lọt vào vòng knockout với ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, đội tuyển xứ sở tỷ dân ngậm ngùi rời trận sau khi thua U23 Saudi với tỷ số 3-4 ở vòng 1-8. Thầy trò huấn luyện viên Massimiliano Maradona bị dẫn 0-4 sau 60 phút và gỡ lại 3 bàn ở những phút cuối. Đây là bước thụt lùi của nền xứ bóng đá đồng dân nhất thế giới, bởi 4 năm trước, họ từng lọt tới tứ kết thua U23 Thái Lan 0-2. Cần phải nói thêm là U23 Syria, đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết 2018, nằm chung bảng với U23 Trung Quốc và bị vùi dập 3-0 ở vòng bảng. Việt Nam và Trung Quốc đều giành ngôi đầu bảng, nhưng tuyển chúng ta không thể tiến xa hơn đội bạn. Lối chơi phòng ngự, phản công, tinh thần chiến đấu, nể phục trên hết, lực lượng nòng cốt của họ là lứa cầu thủ vừa giành ngôi Á quân châu lục 7 tháng trước. Nếu đánh bại Syria để lọt vào trận bán kết, đối thủ của Việt Nam sẽ là đương kim vô địch Hàn Quốc U23 Hàn Quốc hoặc U23 Uzbekistan, đội tuyển từng đánh bại thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở chung kết U23 châu Á. Tuy nhiên, theo tác giả, chính những ông lớn này mới là người e sợ nếu chạm trán U23 Việt Nam. Không dễ để U23 Việt Nam tiến tới trận chung kết vì họ có thể chạm trán Hàn Quốc hoặc Uzbekistan. Nhưng với những người gì thể hiện, họ sẽ trở thành những chướng ngại khó có thể vượt qua với mọi đội bóng mạnh. Ở cuối bài viết, tác giả còn thừa nhận U23 Trung Quốc đang ở thế cửa dưới so với U23 Việt Nam, đồng thời khẳng định ông thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chính là một trong những U23 mạnh nhất châu Á. Trong quá khứ, người dân hâm mộ Trung Quốc luôn coi Việt Nam là đối thủ lót đường, nhưng giờ đây họ đang ở đẳng cấp rất cao, hay đúng hơn là một trong những đội top đầu châu Á ở cấp độ U23. Tôi e rằng U23 Trung Quốc sẽ thất thế nếu chạm trán với họ, tác giả nhấn mạnh bài viết. Báo Hàn Quốc dự đoán Việt Nam sẽ gieo sầu cho Thái Lan sau ASEAN 2018. Truyền thông Hàn Quốc đánh giá rất cao khả năng của Việt Nam lập dấu son cho bóng đá Đông Nam Á ở ASEAN lần này, sau đó là chinh phục chức vô địch AFF Cup vào cuối năm. Sáng ngày 25 tháng 8, website Sport News của Hàn Quốc đã có bài bình luận về U23 Việt Nam với nhan đề huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm điều vượt qua trí tưởng tượng của người Việt Nam. Ở phần mở đầu, bài viết đưa ra nhận định vòng tứ kết ASEAN tại Jakarta, Palembang là kết quả vượt qua mục tiêu của U23 Việt Nam. Đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự các kỳ Á vận hội mà nền bóng đá Việt Nam từng chinh phục được. Sau kỳ tích huyền thoại ở giải U23 châu Á hồi đầu năm, huấn luyện viên Park Hang-seo đang viết lại lịch sử bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, sau khi ca ngợi huấn luyện viên Park Hang-seo và bày tỏ hy vọng U23 Việt Nam có thể tiếp tục tỏa sáng ở ASEAN 2018 này, bài viết Box News còn dự đoán rằng lứa cầu thủ hiện tại đang thi đấu trên đất Indonesia có rất nhiều cơ sở để lật đổ Thái Lan, chinh phục chức vô địch AFF Cup vào cuối năm. AFF Cup cuối năm nay sẽ có 10 đội tham dự, thi đấu ở 9 thành phố thuộc 9 quốc gia khác nhau.
Giải đấu này bắt đầu từ năm 1966 và Thái Lan đã là người sự thống trị 11 lần lên ngôi. Ở giải đấu này, gần nhất, người Thái Lan cũng thi đấu ấn tượng và bảo vệ chức vô địch. Nhưng đây là lúc mà người Việt Nam đang sở hữu tiềm lực về vô cùng mạnh mẽ. Người Việt Nam đủ sức giành chiến thắng nếu nhìn vào màn trình diễn của họ ở hai trận đấu vừa qua, giải U23 châu Á và ASEAN. Quay trở lại với giải đấu ASEAN 2018 đang diễn ra tại đất Indonesia, bài báo Hàn Quốc cho rằng U23 Việt Nam đủ khả năng để ghi một dấu mốc quan trọng, đó là trở thành đội đầu tiên của Đông Nam Á giành huy chương sau Á vận hội sau 44 năm nay. Việt Nam đủ khả năng đánh bại Syria ở vòng tứ kết, mở ra cơ hội giành huy chương vàng. Bóng đá Đông Nam Á đã trải qua hơn 4 thập kỷ không thể giành nổi một bất kỳ một tấm huy chương nào ở ASEAN. Sau khi Myanmar giành 2 huy chương vàng liên tiếp các năm 1966 và 1970, Malaysia giành huy chương đồng 1962, 1974 và Indonesia giành huy chương đồng năm 1958. Nếu Việt Nam giành huy chương ở năm nay thì sẽ là một thành tích tuyệt vời của bóng đá Đông Nam Á sau 44 năm. Thay hơn nửa đội hình, Nhật Bản khiến Việt Nam phải nghĩ lại về trận thắng ở vòng bảng. Huấn luyện viên On Kim Che ám chỉ Nhật Bản chưa dùng đội hình mạnh nhất trước Việt Nam. Chia sẻ sau trận thua 0-1 trước Nhật Bản tối qua, huấn luyện viên On Kim Che cho biết: "Những trước trận chúng tôi đã biết Nhật Bản là đội rất mạnh. Họ dùng hai đội hình khác nhau khi đá với Việt Nam và Malaysia. Chúng tôi đã có thể bắt kịp họ, nhưng rồi Nhật Bản chơi rất nỗ lực và họ là đội nhỉnh hơn. Thật không may mắn, chúng tôi là mất tập trung và bị 11m, không thể sửa chữa sai lầm sau đó. Thật sự, chúng tôi rất muốn thắng. Chúng tôi đã vào vòng loại trực tiếp và muốn đi xa hơn, nhưng không thể được. Nhưng ít nhất, chúng tôi đã buộc Nhật Bản phải nỗ lực, ép hết sức mới có thể chiến thắng. Quả thật, so với trận gặp Việt Nam ở vòng loại, Nhật Bản đã thay 6 vị trí trên sân. Thật khó nhận định đâu mới là đội hình mạnh hơn, nhưng vài điểm đáng chú ý. Trước Việt Nam, trung vệ hàng đầu của Nhật Bản, Itakura đã được nghĩ đây là trung vệ không chỉ mạnh về phòng ngự mà ghi bàn cực tốt của đội trẻ xứ mặt trời mọc. Thủ môn Obina thì chỉ là người dự bị cho Kojima, người đã trở nên bất chính trước Malaysia. Chính Obina là người mắc sai lầm khiến U23 Nhật Bản thủng lưới sớm trước Việt Nam. Aiwasaki, cầu thủ được tung vào hiệp 2 trận gặp Việt Nam, vốn là cầu thủ tấn công chủ lực của Nhật Bản, chơi 3/4 trận ở vòng chung kết U23 châu Á hồi đầu năm. Thua đau đớn, huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn chỉ ra điều làm đối thủ phải nể đội tuyển nữ Việt Nam. Hãy nhìn xem trong 120 phút, cầu thủ Đài Bắc, Trung Hoa bị chuột rút, nhưng chúng ta thì không. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã khen ngợi cậu học trò, như vậy là dù thất bại trên chấm 11m. Mặc dù đã thi đấu cực kỳ nỗ lực trong suốt 120 phút, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn làm người hâm mộ phải tiếc nuối khi để thua Đài Bắc, Trung Hoa trên trận sút luân lưu cân não. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã lên tiếng giải thích mấu chốt dẫn đến việc đội tuyển nữ phải thua, nhận thất bại trong trận thua này là kết quả rất đáng tiếc. Chúng tôi chơi áp đảo dứt điểm rất nhiều, nhưng các cầu thủ lại bỏ lỡ cơ hội. Cũng phải nói rằng, thủ môn của họ là Stai Michijon đã bắt rất xuất sắc. Cô ấy đã cứu rất nhiều bàn thua trông thấy. Dù từng chạm trán nhiều lần, nhưng họ chỉ đá bóng bổng dài lên chứ không pha phối hợp nào gây sóng gió. Ngược lại, đội tuyển nữ Việt Nam phối hợp rất tốt, tạo nhiều cơ hội nhưng lại gặp vấn đề về dứt điểm. Tôi rất tiếc, nhưng bóng đá là như vậy. Tôi không trách các cầu thủ, họ đã nỗ lực hết mình. Hãy xem 120 phút, cầu thủ Bắc Đài Trung Hoa bị chuột rút nhưng chúng tôi thì không. Sau khi phân tích về trận đấu, ông huấn luyện viên Mai Đức Chung đã bày tỏ sự lạc quan về tương lai của lứa cầu thủ hiện tại đội tuyển nữ Việt Nam. Bóng đá nữ Việt Nam đang trẻ hóa. Ở trận gặp Nhật Bản, chúng tôi dùng toàn những cầu thủ 19 tuổi. Tôi nghĩ đây mới là sự tỏa sáng và thời gian sẽ hoàn thiện, hòa nhập với nhau tốt hơn.
Chắc chắn chúng tôi phải sử dụng lực lượng này. Tôi sẽ theo dõi và tiếp tục tuyển lấy những gương mặt mới cho đội tuyển. Đội bóng sẽ cần duy trì thời gian tập luyện dài hơn, rèn luyện thể lực tốt hơn và hiểu nhau nhiều hơn. Chúng ta sẽ phải tiến bộ hơn nữa chuẩn bị cho SEA Games 21 trên sân nhà. Chúng tôi tiếc vì không thể tiến xa hơn ASEAN, nhưng hãy thông cảm vì chúng tôi đang trẻ hóa. Tôi nghĩ đây đã là thời điểm thành công của đội tuyển nữ Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng thêm 400 triệu đồng. Theo thông tin từ VFF, Chủ tịch Lê Hùng Dũng vừa gửi lời động viên khen ngợi tinh thần thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam, đồng thời thưởng thêm 400 triệu đồng cho toàn đội. Trước đó, thành tích vượt qua vòng bảng để vào tứ kết của đội tuyển nữ Việt Nam cũng được thưởng 400 triệu từ VFF.